Xin kính chào quý vị và các bạn. Vốn đã nhộn nhịp trong những ngày này, không khí tại cảng cá Thọ Quang của thành phố Đà Nẵng càng tấp nập hơn với hoạt động mua bán hải sản của người dân. Nhiều tàu mang về hàng tấn hải sản các loại, trong đó chủ yếu là cá hố, một trong những loại cá có giá trị kinh tế cao. Sản lượng tốt cộng với giá của các loại hải sản tăng mạnh đã tạo động lực để ngư dân tiếp tục bám biển. Dự báo gió ở vùng biển Đà Nẵng cũng như khắp từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi trong chiều nay sẽ giảm xuống còn khoảng là cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng là từ 2 đến 3 mét. Tuy nhiên trong ngày thì trời vẫn có mưa rông đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm. Các vùng biển ven bờ từ khu vực Bình Định trở xuống đến Ninh Thuận, chiều nay gió cũng không còn mạnh như lúc sáng nữa, khoảng là cấp 5, độ cao sóng là từ 2 đến 3 mét. Với các vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi Nam biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Chiều nay gió mạnh là cấp 6 giật cấp 7, độ cao sóng là từ 2 đến 4 m biển động. Với vùng biển Bắc biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay gió cũng còn mạnh là cấp 6 cấp 7 giật cấp 7 cấp 9 và độ cao sóng là từ 2 đến 4 m biển động. Chuyển sang thông tin thời tiết đất liền Trung Bộ. Dự báo chiều nay, một số thành phố như là Đông Hà, Huế, Đà Nẵng hay là Quảng Ngãi vẫn có mưa nhưng chủ yếu là mưa rào nhẹ ngắt quãng. Về nhiệt độ thì các nhiệt độ từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế 19 đến 21 độ trời rét, còn từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết nhiệt độ cao hơn 26 cho tới 30 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.